rồi nhớ. Sực ra con đang khóc, đang chạy vội lại là nôi của đứa bé vừa ẵm nó lên vừa nói nựng: mẹ tôi hư lắm. Tôi khóc là méo xẹo cả miệng thế này mà mẹ tôi vẫn không đến với tôi. À ơi, nào nào, thôi bú đi, đừng có hờn tôi nữa công chúa ơi. Nàng nhìn con nàng bú sung sướng với cái cảm giác mình đang trút cả sinh lực vào người cho nó. Nàng siết chặt con vào ngực nàng như muốn cho nó nghe tiếng trái tim của nàng. Vì đó mà đập mạnh. Đứa bé ngẩng lên nhìn mẹ rồi lại vội vàng chắp sữa một lát. Con Raha đã vào đầu đội mâm khoa quả đầy. Savata múc một là bát ni hồ rồi sửa xiêm áo cho nàng, theo con bé thăng thoát vào rừng. Tiếng lục lạc rung rinh theo nhịp bước. Cây mỏi lúc một dài. Rừng đã vào khá sâu, nhìn theo lối của con Raha, nàng thấy dưới một gốc cây bồ đề gồm gà lá và rễ phụ, một vị thần uy nghi đang ngồi tĩnh tọa trên một phiến đá phẳng. Nàng cúi đầu rón rén lại gần và quỳ xuống kính lại ngài. Từ ngày gia đình con được ngài ban cho hòn ngọc quý, con chưa có dịp nào để lệ tạ gọi là kính tỏ tấm lòng tri ân của chúng con. Hôm nay con xin đem tất cả tâm thành cúng dường ngài chút lễ vật nhỏ mọn. Và đây kính lại ngài của báo ngài đã ban cho con, và con quý hơn hết thảy vàng bạc ngọc ngà lại ngài tế độ cho nó. Ra hiệu cho con Raha đặt mâm hoa quả xuống, nàng để bát ni hồ lên phiến đá. Savaha im lặng cúi đầu và giấu mặt trong đôi tay, tưởng khi thần thọ chay xong ngẩng đầu lên thì thần đã biến mất. Nhưng không có một giọng nói dịu dàng và làm nàng ngẩn lại kinh ngạc. Ta không phải là một vị thần nào cả. Ta chỉ là một người như trăm ngàn người khác mà thôi. Trước khi ta là một thái tử, Thái tử Thích Ca Tất Đạt Đa ở thành Ca Tỳ La Vệ. Trong sự sung sướng, ta bỗng nhiên nhận ra cái tạm bợ, cái mong manh của kiếp người. Giàu sang, tài khoa, danh vọng, những của báo mà người đời ham thích giành giật nhau vẫn chưa bao giờ kéo lại được dòng thời gian. Tránh cho con người
những cảnh buồn tê tái, sanh rồi già, bệnh rồi chết. Cùng đắm nhìn trong đau khổ, sao không biết thương lấy nhau, sao còn ganh ghét nhau, cấu xé nhau không ngừng. Sao hoa ta vẫn đứng yên, là uống say sưa những lời vàng ngọc của người tìm đạo. Đức Thích Ca giang tay ra đón đứa bé trên tay mẹ của nó, rồi thong thả tiếp. Ròng rã 6 năm, ta liền ngôi thái tử. Xa gia đình để tìm ánh sáng là cứu khổ cho quần sanh. Tình thương nhân loại như thai trong ta, như tình thương riêng lẻ. Ròng rã 6 năm nay đã đầy đọa thân ta một cách là oan uổng. Cho đến hôm nay, sáng sớm, một đoàn ca nữ đã vô tình cho ta biết một sự thật trong câu hát tầm thường. Dây đàn quá căng cũng như dây đàn quá trùng, đều không rung lên được nhạc. Cho chúng ta một dây đàn đã lựa vừa đường tơ. Trưa nay bát cháo của ngươi đã đem lại cho ta sự sinh lực, và ta đã chợt nghĩ trên đường tìm đạo ta đã hành hạ thân ta, thì khác nào ta hướng âm thanh trên những đường tơ là săn quá. Ta thành thật là cảm ơn người. Sao mà ta vội là thoát thác. Giọng nàng rung lên và cảm động. Kính lại ngài, con đâu dám nhận lời cảm ơn ấy. Trong một sống tầm thường của con, gặp người được một lần để được nghe lời ngài dạy bảo đã là một ân huệ tối cao rồi. Điều con mong ước là làm sao cho gia đình con được mãi mãi yên vui. Con đem lòng thương gieo khắp cho người xung quanh. Con thăm những gì không phải của con. Con không còn cho kẻ khác những điều mà con không muốn người ta làm cho con. Đức Thích Ca lại phán, giọng ngài vẫn hiền diệu như bao giờ. Thế chưa đủ là đức hạnh hay sao? Ngươi hãy giữ lấy những hòn ngọc quý của tâm hồn ngươi. Không có một vị thần linh nào có thể là tác phúc hay gây họa cho ngươi được. Ngươi thật tâm tận tụy với gia đình. Ngươi sẽ đến thấy người, ngươi sáng sủa, tươi đẹp.
người xung quanh sẽ vui vẻ tìm gần ngươi và ngươi không ích kỷ. Bó chặt tình thương lại một chỗ. Ngươi chung thủy lòng ngươi kiên nhẫn và biết chịu đựng, nên trong mọi khổ đau người ta vẫn không tàn ác. Người ta đau khổ vì người ta chỉ biết thương mà không biết cho. Vì người ta ích kỷ, nếu tất cả đều giàu lòng thương, nếu tất cả đều biết quên mình đi một ít, thì lửa phiền não sẽ không nung đốt tâm can con người, thì hận binh đao sẽ không còn nữa. Trên muôn ngàn bảy chiến, người ta chỉ biết sung sướng mà quên rằng mình đã làm cho kẻ khác khổ đau. Trên ngọc ngà gắm bốt, người ta quên bẵng hàng ngàn đô lệ đang phơi mình ra lửa nắng để kéo từng đợt cài thôi. Ngươi về đi, ta cần chút gia đình, ngươi yên vui mãi, cho đứa bé này mọi sự an lành. Ngươi về để còn hoàn thành phận sự trong một thì tiền kiếp. Ta đi đây, ta sẽ kiên nhẫn chịu đựng những thử thách của cuộc sống. Ta sẽ kiên nhẫn với nhau là ba chướng để tìm ra ánh đạo. Đức Thích Ca nhìn đứa bé trên tay rất lâu, bàn tay Thế Độ đặt nhẹ trên trán của nó, tưởng như người đã truyền vào người nó một ý chí vững bền, một ý nghĩ sáng suốt và một tình thương khôn lường. Đứa bé nhớ nhìn lên, đưa cả bàn tay vào miệng rồi ngơ ngác nhếch miệng cười. Savata đỡ lấy con là lẳng lặng cúi đầu. Thích Ca đứng dậy từ biệt. Đến ngày ta tìm được đạo, ta sẽ không quên ơn ngươi hôm nay. Savata cúi đầu bước lui ba bước, trong lúc là Đức Thích Ca trở gót quay đi. Màu vàng của chiếc áo cà sa là khác dần trong lá rừng. Mỗi một thêm dài, nàng cùng con là ở ra về. Nàng nghe lòng mình lắng xuống và yên ổn hơn trong một ý nghĩ dịu dặt. Bác Nê Hồ của ta hôm nay vừa có một ít lợi lớn. Đến nhà, nàng nhẹ nhàng dựng là tấm điếp lên, đi vào những tia nắng xuyên qua kẻ phân chiếu lên nền, làm thành những hình mẫu thực.
chập chờn bên khung cửi. Nàng đặt con vào nôi, bảo con ru ha ru nó ngủ. Đi soạn cơm trưa, ngoài khơi từ sông đi liên thiền là bỗng vọng lên tiếng hát mỗi lúc một gần. Hồ hoang lá rừng xanh xanh nước xanh, nàng nhắm mắt lại cố tưởng ra quãng đường từ chồng nàng đến nhà mỗi lúc một ngắn hơn. Theo nhịp của tiếng hát, khi nàng hé mắt ra thì Sandani đã gần đến nhà rồi. Tấm thân cao lớn in bật trên màu lá rừng là lục thẫm, và cuộn dây mây sông khổng lồ đeo nặng trên vai, tiệp hẳn với màu da rám nắng. Nàng chớp nhanh mắt và nói rất nhỏ qua hơi thở, Senani đã về. Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Phá táo đọa. Xưa có một thiền tăng là Vô Danh, đi thành khất trên đường du phương. Sư có đi ngang qua một cái miếu thờ thần táo, được cư dân đồn đại là rất hiển linh. Tò mò, sư đến trước miếu thờ thần táo là thầm xem xét. Thấy miếu thờ chỉ có ba viên gạch là bát sơ sài, sư ngạc nhiên tự hỏi, ủa chỉ ba viên gạch đông kê thành là cái bếp hiển linh từ đâu ra nhỉ? Sư vừa dứt lời, ba viên gạch liền nát vụn. Miễn thờ cũng sụp đổ, sợ cư dân nói mình là phá miễu. Sư vội vàng rảo bước đi một quãng, sư gặp một cụ già mặc áo xanh quỳ bên vệ đường kính cẩn thưa, xin tạ ơn thầy đã vì con mà thuyết pháp vô sanh. Vị tăng ngạc nhiên, tôi đã gặp cụ khi nào? Ông ta mỉm cười, thưa con nguyên là một vị táo thần ở ngôi miếu thờ khi nãy. Đã từ lâu con ngu mê tưởng rằng là ba viên gạch nung này là thân của mình, nên cứ phải lẩn quẩn loanh quanh ở ngôi miếu và ban phúc giáng họa. Ai đến cũng kính nể bái ba viên gạch ấy thì con vừa lòng hãnh diện. Gặp kẻ khinh rẻ ba viên gạch thì con nổi trận lôi đình. Hôm nay nhờ câu nói của thầy, con tỏ ngộ lý vô sanh, thoát kiếp thần táo,
Ba lạy này gọi là đền ơn tri ngộ. Lễ xong, cụ già biến mất. Từ đó người ta gọi vị tăng này là Phá Táo Đọ, tức là người đã giúp cho ông Táo quá kiếp vậy. Như thủy, tất cả các pháp đều do tâm tạo. Dionen là một thiếu nữ xuất thân từ một gia đình vương giả. Nàng được thân quyến cho phép xuất gia vào năm 25 tuổi. Và hãy còn rất đẹp, sắc đẹp cửa là Dionen gây ra nhiều rắc rối. Không một thiền sư nào dám nhận nàng là tu viện. Vì một lý do duy nhất, đó là dung nhan của nàng, cho nên đã gây xáo trộn cho đồ chúng họ. Cho nên liền lấy bàn ủi nóng xó đi cái chướng ngại cuối cùng ấy. Nàng đã viết lên chiếc gương soi những dòng chữ đánh dấu sự thành công của mình. Ngày xưa, ta đốt hương trầm, ướp xong những chiếc quần hồng áo xo, muốn làm khất sĩ ta bà, chính tay ta đốt mặt hoa của mình. Vì sao? Cho nên trở thành một thiền sư ni đắc đạo, sư ni tịch vào năm 66 tuổi. Có vô số thiền sư ni. Khỏi đốt mặt. Có vô số thiền sư ni khỏi đốt mặt, cũng không gây rắc rối cho ai ngoài chính mình. Như thủy sống trong cái chết bao lần khóc, gẫm lại cơn mê thấy trận cười. Sử tích cây niêu ngày Tết. Ngày ấy không biết từ bao giờ và cũng không biết bằng cách gì. Quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước. Người chỉ ăn nhờ ở đậu mà làm rẻ đất của quỷ. Quỷ đối với người ngày càng quá tai. Chúng nó dần dần là tăng số phải nộp lên gấp đôi, và mấy năm mỗi nhích lên một ít. Cuối cùng chúng nó bắt người
phải nộp theo một thể lệ. Đặc biệt do chúng nó nghĩ ra là ăn gọn, cho gốc. Người không chịu, chúng nó lấy áp lực, bắt người phải theo. Vì thế, năm ấy sau vụ gặt, người chỉ còn trơ ra những rạ và rạ. Cảnh tượng da bọc xương thê thảm diễn ra khắp mọi nơi, bên cạnh bọn quỷ reo cười đắc ý. Người cơ hồ muốn chết tiệt. Phật từ phương Tây lại. Có ý định giúp người chống lại sự bóc lột tàn nhẫn của quỷ. Sau mùa đó, Phật bảo người đừng trồng lúa mà cào đất thành luống trồng khoai lang. Người cứ y lời làm đúng lời của Phật dặn, quỷ không ngờ vừa đã bắt đầu có mưu kế mới chống lại mình. Nên cứ nêu đúng, không thể lệ như trước, ăn ngọn cho gốc. Mùa thu hoạch ấy, quỷ rất hậm hực nhìn thấy là gánh phai, là nút niễu. Chạy về nhà, người đổ thành từng đống lù lù. Còn nhà mình chỉ toàn là những dây và lá phai, là những thứ không dai nổi. Thể lệ đã quy định, chúng nó đành cứng họng, không thể là chối cãi vào đâu được. Sang mùa khác, quỷ thay đổi thể lệ mà mới là ăn gốc cho ngọn. Phật bảo người lại chuyển sang trồng lúa. Kết quả là quỷ bỏ hỏng ăn. Những hạt giống vàng đe theo người trở về nhà, còn trả phó mặc cho bọn quỷ. Quỷ tức lộn ruột nên mùa sau chúng nó tuyên bố ăn cả gốc lẫn ngọn. Lần này quỷ nghĩ, cho chúng mày là muốn trồng gì thì trồng, đằng nào cũng không lọt khỏi tay của tao. Phật trao cho người hạt giống cây ngô để gieo khắp nơi mọi chỗ. Năm ấy lại một lần nữa người sung sướng là trông thấy là cây lao của mình là không ổn. Trong nhà người thóc ăn chưa hết thì từng gánh ngô đã tiến về chứa từng cốt đầy. Về phần quỷ lại một vố chưa cay, tức là uất ức hàng mấy ngày liền. Cứ cùng quỷ nhất định bắt người phải trả lại tất cả ruộng đất, không cho làm đẻ nữa. Trong bụng chúng nó nghĩ,
thà không được cái gì còn hơn là để cho chúng nó ăn một mình. Phật bảo người điều định với quỷ cho tậu một miếng đất vừa bằng bóng một chiếc áo cà sa. Nghĩa là người sẽ trồng một cây tre trên có chiếc áo cà sa. Hễ bóng tre bao nhiêu là diện tích ở trên mặt đất là đất sở hữu của người đó. Ban đầu quỷ không nhận, nhưng sau chúng nó suy nghĩ, thấy đất tậu thì ít mà giá rất dứt hời, bèn nhận lời. Ồ, bằng một chiếc áo cà sa, có là bao nhiêu? Chúng nó nghĩ thế, hai bên làm tờ giao ước. Ngoài bóng tre, đất và của quỷ, trong bóng tre của người, khi người trồng cây tre lên, Phật đứng trên ngọn tung chiếc áo bay tỏa ra thành là một miếng vải tròn. Rồi Phật quá phép làm cho cây tre cao vút mãi lên đến tận trời. Tự nhiên trời đất trở nên âm u, bóng của áo cà sa dần dần che kín khắp cả mặt trời, mặt đất. Bọn quỷ không ngờ có sự phi thường như thế. Đất chúng phải dắt nhau lùi mãi, cuối cùng quỷ không có đất ở nữa, phải chạy ra biển đông. Vì thế người ta mới gọi là quỷ biển đông. Tiếc vì đất đai hoa màu đều thuộc về tay của người, quỷ rất hậm hực, có chiêu tập binh mã vào cướp lại. Lần này người phải chiến đấu với quỷ rất là gay go, vì quân đội của quỷ có đủ là 11 bầy ác thú như voi, ngựa, chó, ngao, bạch xà, gắn hổ, vân vân. Rất hung dữ, Phật cầm một tầm xích là giúp người xua cho quân của quỷ không tiến lên được. Sau mấy trận là bất lợi, quỷ bèn cho quân đi dò xem là Phật sợ gì. Phật cho chúng biết là sợ hoa quả, quảng chuối và cơm nắm. Trứng luộc đối với Phật cũng dò hỏi và biết thân của quỷ chỉ sợ độc có mấy thứ. Máu chó, lá dứa, tỏi và dôi bột. Lần giáp chiến sau đó, quân của quỷ đem không biết cơm ăn nào mà hoa quả đến ném Phật. Phật bảo người nhặt làm lương ăn, rồi đem máu chó vứt khắp mọi nơi. Quân của quỷ thấy máu chó sợ hoảng hồn mà bỏ chạy. Lần thứ hai, quân của quỷ lại đem là quảng chuối vào. Ném quân của người. Phật bảo người nhặt làm
lương ăn giả đổi vào quân địch. Quân của quỷ không chịu được mùi tỏi nên cũng cắm đầu chạy biệt tích. Lần thứ ba, quân của quỷ lại đem cơm nắm, trứng luộc vào đếm quân của người. Người tha hồ ăn và theo lời Phật dùng dây bột bung vào quỷ. Người lại lấy lá dứa là quất vào chúng. Quỷ chạy không kịp nên bị quân của người đày ra biển đông. Ngài quỷ già, quỷ trẻ, quỷ đực, quỷ cái cuối cùng là ra đi. Bộ dạng của chúng vô cùng thiểu não. Chúng cúi đầu xuống là đất cố sinh Phật, thương tình cho phép một năm được vài ba ngày vào đất liền thăm phần mộ của tổ tiên cha ông ngày trước. Phật thấy chúng khóc van cả lên mới thương hại hứa cho. Vì thế hàng năm cứ đến ngày Tết Nguyên Đán là ngày hủy vào thăm đất liền, thì người ta theo tục cũ trồng cây nêu để cho quỷ không dám bén mảng vào. Chỗ người đang ở, trên cây nêu có bán đất, bánh đất, mỗi khi gió rung và tiếng động là phát ra để lâu lâu nhắc nhở bọn quỷ nghe mà tránh. Trên cây nêu đó có một bó lá dứa hoặc là cành đa mỏ dài để cho quỷ sợ. Ngoài ra người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi nhọn về phía đông và rất dôi bột xuống đất vào những ngày tiết có cấm cửa quỷ. Có câu tục ngữ cành đa lá dứa treo kêu cao, vôi bột rất ngọ chớ triêu mọi nhà. Quỷ vào thì quỷ lại ra, cành đa lá dứa thì ta là cứu mồm. Ngày xưa người ta còn tin rằng những lúc cần đuổi quỷ như trên có bệnh dịch là chẳng hạn, thì treo một nắm lá dứa ở trước ngõ sau vẫy máu chó một nơi cho quỷ là khỏi quấy. Đàn bà thường buộc tội vào dãy yếm là cũng có một mục đích gần như vậy. Nguyễn Động Chi, Chuyện Cổ Tích Việt Nam. Cành đa mỏ hài để cho quỷ sợ. Ngoài ra người ta còn vẽ một hình cung tên là hướng mũi nhọn về phía đông và rắc vôi bột xuống đất vào những ngày Tết để là cấm cửa quỷ. Có câu tục ngữ cành đa lá dứa treo kêu cao,
vôi bột gác ngõ, chớ chiêu mọi nhà. Quỷ vào thì quỷ lại ra, cành đa lá dứa thì ta cứu mồm. Ngày xưa người ta còn tin rằng những lúc cần đuổi quỷ, như khi có bệnh dịch chẳng hạn, thì treo một nắm đá dứa ở trước ngõ, sao quậy máu chó khắp mọi nơi cho quỷ khỏi quấy. Đàn bà thường buộc tỏi vào dãy yếm là cũng có một mục đích gần như vậy. Nguyễn Đổng Chi, Chuyện Cổ Tích Việt Nam. Việt Nam là suối, Phật giáo là nguồn, nguồn làm suối đẹp, nước tuôn hoài hoài. Từ nguồn ra đến biển khơi, Việt Nam Phật giáo đời đời bên nhau. Một lễ trai tăng lạ thường. Ngày xưa, một hôm Đức Phật ngụ tại Kỳ Viên tỉnh Xá, có một bà thuộc dòng Bà La Môn sắm sanh một lễ trai tăng đặc biệt và nhờ chồng bà đi thỉnh bốn vị thánh tăng đến thọ thực. Lúc chồng bà vào Kỳ Viên tỉnh Xá, ở nhà bà vui thích hân hoan dọn sẵn bốn cái ghế xinh đẹp quý giá chờ rước khách quý của bà. Khi thấy ông chồng của bà trở về với bốn ông Sa Di 7 tuổi, bà tỏ vẻ hết sức là bất bình. Bốn ông Sa Di tên là Samkika, Phanjita, Sabaka và Devata là bốn vị A-la-hán mà bà thí chủ nào có biết được. Bà căm giận quá lẽ ra vô cùng vùng vằng, miệng lầm bầm như muốn nổ trên lò than. Bà không chịu mời bốn vị Sa Di đến an lạc trên ghế là tốt quý giá của bà, lại chỉ cho bốn ông ngồi trên bốn ghế đậu thấp. Rồi bà xây lại ghế ông chồng, xa lại dắt về làm chi bốn đứa con không đáng tuổi cháu của bà. Và sao ông chồng mau đi thỉnh cho được một vị thánh tăng cao niên. Ông chồng lật đật chạy vào chùa Kỳ Viên, gặp trưởng lão Xá Lệ Phất, điền thỉnh ngài Xá Lệ Phất. Ngài Xá Lệ Phất đến nơi mới hay rằng bốn vị Sa Di là A-la-hán chưa thọ thực chi cả. Ngài bỏ ra về vì ngài biết lượng thực phẩm
chỉ vừa đủ cho 4 người ăn thôi. Không hiểu tại sao trưởng lão Xá Lợi Phất ra về. Bà thí chủ sai chồng chạy lại gần lần nữa vào chùa Kỳ Viên, thỉnh cho được thánh tăng khác. Và chuyến này, ông chồng bà trở về với trưởng lão Mục Kiền Liên. Đến nơi, trưởng lão Mục Kiền Liên cũng xem xét như trưởng lão Xá Lợi Phất khi nãy. Rồi cũng ôm bát trở về. Bây giờ bà thí chủ càng nổi sân thêm lên. Cúng dường của mình vậy thì ông lại mấy chỗ mấy thầy Bà La Môn khổ hạnh rước về cho tôi một vị trưởng lão cũng được. Bà đã nhất định gom tài thí lại làm một để chỉ dâng cúng một vị thánh nhân thôi, hơn là bố thí cho 4 trẻ con. Nên lúc ấy bà cũng là không cho 4 vị sa di thọ thực. 4 ông này từ sáng sớm chưa được dùng một món chi, vẫn ngồi đó mà chịu đói, nhưng đã là bậc A-la-hán. 4 ông sa-di là không sao xuyến, lại tỏ vẻ bình tĩnh nhẫn nại. Vì đức cao cả của 4 vị A-la-hán là 7 tuổi. Trời Đế Thích Sa Ca chủ thấy là nóng nảy, ngồi không yên được trên ngai vàng. Điều này thường xảy ra khi có bậc tiên dân đương lâm nạn. Trời Đế Thích Sa Ca thường biết như vậy. Trong nhiều trường hợp đã qua, ngài liền dùng thiên nhãn xem xét, thấy 4 vị A-la-hán đương ngồi chịu đói với đầy nhẫn nại. Trong nhà Bà La Môn, ngài nhất định lập công bồi đức ra khỏi cung trời xuống hạ giới. Ngài biến ra một vị Bà La Môn thật già, đến ngồi một chỗ trống trải nơi cư ngụ của các vị tu sĩ khổ hạnh. Chồng bà là thí chủ vừa đến chợt thấy vị trưởng lão ngay, lại thỉnh ông về nhà. Ông Bà La Môn biết vợ sẽ hài lòng. Thật vậy, vừa đến vị tu sĩ lụm khụm bước vào, bà rất vui mừng, lật đật là lấy niệm trên 2 chiếc ghế đẹp chồng lại làm một và cung kính mời. Bạch đức cao thượng, xin thỉnh người an tọa nơi đây. Thay vì ngồi đó, trời Sa Ca khép nép
bái chào bốn vị sa di và ngồi bẹp dưới đất. Gần bên là bốn ghế đổ của bốn ông sa di. Tư cách ấy làm cho bà thí chủ ngơ ngác và hết sức bất bình. Bà quở ông chồng. Lần này ông thỉnh về một người đáng tuổi cha của ông, nhưng ông này lại quá cung kính là bốn trẻ con, chưa đáng làm cháu chất của ông, vậy sao cho nổi. Tôi không cần ông này nữa, phải mau mau tống khứ ông này ra khỏi nhà tức khắc. Ông chồng nghe lời vợ, chạy lại nắm vai, kéo tay, ôm sít eo ớt, hết sức bình sinh, lôi sệt ông ra, nhưng khi là không làm sao, ông ấy nhúc nhích là xê dịch được. Thấy vậy, bà vợ, một người sức lực, chạy lại tiếp chồng. Ông cứ lôi ông ta ra đi. Ông nắm một cánh tay, tôi nắm một cánh tay. Chúng mình lôi ông một lượt, không nổi sao? Vừa kéo tay, vừa đẩy sau lưng ông già, quyết đi lôi ông ra khỏi cửa. Nhưng họ kinh ngạc khủng khiếp, ông già vẫn ngồi dính cứng một chỗ. Hai tay quơ qua quơ lại, chừng ấy hai ông bà chết đứng, không biết làm gì nữa. Đức Đế Thích Sa Ca chậm rãi cho hai ông bà biết ông là ai rồi biến mất. Lúc ấy hai vợ chồng mới suy nghĩ, Đức Đế Thích Sa Ca, Chúa của chư thiên, còn đảnh lễ bốn ông sa di với tất cả sự cung kính. Bốn ông này chắc hẳn là bậc đạo đức cao trọng rồi. Nghĩ vậy rồi hối hả dọn bậc thực ra cúng dường cho bốn vị thánh tăng 7 tuổi với đức tin trong sạch. Nhờ đó mà hai ông bà gieo được phước báo cao thượng. Thọ thực xong rồi, bốn vị thánh tăng từ giả gia chủ một cách phi thường. Một vị đàn vân xuyên qua nóc nhà. Một vị xuyên qua máy trước, một vị xuyên qua máy sau. Vị thứ tư độn thổ mà đi. Các ngài muốn làm như thế để cho đức tin của hai vợ chồng bà La Môn tăng trưởng thêm lên. Khi các ngài về tới kỳ viên tịnh xá, có một vài thầy tỳ kheo xúng lại hỏi thăm. Bốn ông sa di thuật lại đầu đuôi cho các thầy tỳ kheo nghe. Các thầy này mới hỏi, vậy chứ bốn ông
có giận vợ chồng lão Sa Môn hay không? Các thầy tỳ kheo này còn là phàm tăng, không thể tin được lời thành thật của bốn ông sa di trẻ con. Mới đem câu chuyện thưa lại với Đức Phật và cho rằng bốn ông sa di phạm tội nói dối. Đức Thế Tôn mới trả lời rằng: những bậc nào đã diệt tận ái dục rồi, chẳng bao giờ dùng dịch ấy để chọi với dịch ý. Rồi Ngài ngâm kệ ngôn: ai là người nhã nhặn và nhất thiết giữa các cù địch, ôn hòa giữa kẻ hung bạo, không cố chấp giữa kẻ là cố chấp? Người ấy Như Lai gọi là bậc Sa Môn. Nghe bài kệ ấy, các người tỳ kheo đắc được quả Tử Đà Hoàng. Bác sĩ Ananda: sa di muốn bốn hay là giảng kinh? Sa di 14 hay giảng kinh? Tuổi như sư vậy chỉ mang bình. Sa di thuyết pháp, sa môn thính, chẳng tại tuổi cao tại tánh linh. Vậy sao thiền sư Hakuin là một tăng sĩ được cư dân quanh vùng là ca tụng, và kính trọng như một ông Phật sống? Gần tỉnh thất của sư có một thiếu nữ là rất đẹp. Một hôm, cha mẹ mỹ nhân chợt khám phá con mình có mang. Qua biết bao là phiền phức, mỹ nhân thú thật rằng: thiền sư chính là người tình vụng trộm của mình. Bao nhiêu danh thân tiếng tốt của sư đều đổ xuống bùn nhơ cả. Bà mẹ dẫn cô con gái đến thiền sư, đáp lại trận mưa ngôn ngữ thịnh nộ của khách. Sư chỉ mở mắt hỏi: vậy sao? Khi đứa bé chào đời, nó được bà ngoại mang đến tỉnh thức với những lời sỉ vả cay đắng kèm theo. Từ dạo đó, cư dân thường thấy thiền sư đi trì bình với một đứa bé ở trên tay. Sư nuôi nấng đứa bé rất tử tế. Chú bé lớn lên rất bụ bẩm. Chú tập bò, đứng đi lẩm đẩm quanh chiếc thiền sàn của sư. Chỉ khi nào đứa bé ngủ say, sư mới đi tọa thiền được. Hơn một năm sau, mỹ nhân thú thật rằng cha chú bé không phải là thiền sư Hakuin. Sau bao nhiêu lời sám hối dài dòng và phiền tối, thiền sư cha đứa bé lại cho bà ngoại chú.
cũng với 2 tiếng vậy sao? Ngôi tỉnh thất im lìm cả lại, vắng bặt tiếng u ơ của trẻ thơ và thiền sư đi trì bình chỉ vọn vẹn cái bình bát. Cư dân lại ca tụng và kính trọng sư như một ông Phật sống. Con ai đem bỏ chùa này? Nam mô Di Phật, con thầy thầy nuôi. Vết thương nặng nhất. Sau một thời gian thương thiết giữa bộ giao thương nước La Diệt Kỳ với bộ giao thương các nước phía Nam, La Diệt Kỳ, con đường giao thông giữa các nước đó được chính thức mở rộng. Thế là ước vọng từ lâu của nhân dân chính là hạng thương gia được mãn nguyện. Nhưng than ôi, con đường ấy ở cách thành La Diệt Kỳ khoảng 200 dặm, nơi biên giới của hai nước phải xuyên qua một dãy núi trùng điệp, chọc trời lại lắm hố hầm và hẻo lánh. Một lũ gặp cướp 500 tên đã nhiều phen lợi dụng địa thế hiểm yếu đó chặn người của cướp của. Vì thế cho nên đa số khách luôn mỗi khi ngang qua đó đều bị cướp sạch của cải hàng hóa, và đôi khi còn bảo toàn được tánh mạng nữa. Đường hẻo lánh càng lắm, tai biến càng nhiều, sự giao thông giữa các nước cơ hồ như đến chỗ bế tắc. Quốc vương La Diệt Kỳ hay tin đã đôi phen là hạ lệnh phái binh mã thiện chiến lùng xét, nhưng vẫn là bất lực trước những dãy núi ấy. Bây giờ với lòng từ là vô hạn, Đức Thế Tôn nghĩ bọn giặc kia có mắt mà không thấy sự thật, có tai mà không có lúc nào nghe lẽ phải. Phải chăng vì thế mà không biết nhân quả, tội phước chi cả? Nếu ta không đến cứu độ thì tội ác của chúng ngày càng nặng, rồi mai kia chúng sẽ không thoát khỏi đắm chìm trong đau khổ. Như thế thì có khác gì tảng đá nặng chìm xuống đáy bể? Nghĩ vậy, Đức Thế Tôn liền đến núi ấy với một thân hình thanh niên vạm vỡ, phục sức tuyệt mỹ, lưng mang kiếm báo, lên tay lại nắm cung tên và cởi trên ngựa quý, cũng trang sức bằng những vật vô giá. Bốn vó ngựa phi nhanh, cây cối hai bên đường nhấp nhô như tiễn người chiến sĩ lên đường tranh đấu cho an bình của quần chúng. Ngựa chạy thâu đường, tiếng reo của lục lạc bàng hoàng như đánh thức sự chú ý của bọn giặc. Tên đầu đảng đứng trên cao nhìn xuống, xa xa trông thấy chàng thanh niên trên vó ngựa
với vô số bạc vàng, trong ngọc lấp lánh dưới ánh nắng mai. Lòng vô cùng sung sướng vì sống với nghề ấy xưa nay mà chưa có dịp nào tốt như thế. Ba tham dục hối thúc, tức thì anh ta xuống đồi ra lệnh cho toàn đảng bố trí sẵn sàng. Xung phong, tiếng la hét của bọn cướp long trời lở đất và tiến theo, chúng phóng vô số cung tên bay về phía chàng thanh niên vùng vụt. Nhanh như chớp, chàng thanh niên ấy dương cung bắn trả. Tức thì mỗi tên cướp đều bị một mũi tên cắm sâu vào mình. Dù chúng đã lâm trí rút tên ra khỏi đắp vào thứ lá thuốc và chúng luôn phòng bị trong mình, nhưng tên rút không ra, thuốc vẫn vô hiệu quả. 500 tên cướp đang chống cự được nửa đành thất vọng thả vũ khí trên tay, ngã lăn xuống đất trên la thảm thiết và cầu xin đầu hàng. Ngài là thần thánh chăng mới có quay lực như thế? Chúng con hạng người ngu dại đảo điên, xin Ngài thương tình mà tha thứ và cứu vớt dưỡng sanh mạng bé nhỏ của chúng con. Chúng con đau nhức lắm, không thể chịu nổi. Vết thương ấy có đau gì mấy? Mũi tên kia có sâu bao nhiêu? Trên đời này chỉ có vết thương tham lam ích kỷ mới sâu nhất, và sự ngu si giết hại người mới nặng nhất. Thế là nay tham lam và ngu muội các ngươi còn giữ trong lòng, tay rằng vết thương kia không bao giờ lành được. Vả lại một khi hai gốc rễ ấy ăn sâu vào tâm địa thì dù sức mạnh dư thần cũng không nhổ được mũi tên ấy. Chỉ có khi nào các người biết theo đạo đức để sửa mình, hiểu rõ chánh lý để tu tập mai ra mới làm bật để được vết thương tham muốn và ngu muội trong lòng. Có thể thì không nhẫn nhổ được mũi tên làm được vết thương mà còn an ổn dài lâu nữa. Vậy các ngươi hãy chế phục ngã mạn, sa thải bớt dục vọng ngu si bằng cách cố gắng tích đức tu nhân theo cách pháp của đấng năng nhân vô lượng. Nói mấy lời đó xong, chàng thanh niên lại hiện nguyên hình. Đức Phật nói tiếp mấy bài tụng: vết thương không thể hơn tham dục, tên độc không thể hơn ngu si, cán sĩ không tài gì nhổ được,
trừ chăng chỉ có sự tu hành. Từ đây cũng như mù được thấy, người suy ám trở lại thông minh. Ta giáo hóa mọi người ở đời như đem mắt cho người đuôi tối. Vậy các ngươi nên gấp trừ si ám và sa thải dục vọng kiêu sa, tiến bước trên con đường chánh pháp mới là người tích đức tu nhân. Bây giờ 500 tên giặc cướp thấy tướng tốt của Phật được nghe được mấy lời tụng ấy, đều cúi đầu cảm mộ và ăn năn những tội ác ngày trước. Điềm khi ấy giao tên trên mình là chúng đều rơi rụng tất cả. Chúng đều rơi rụng tất cả xuống đất, và những vết thương kia bỗng chốc không còn thấy nữa. Sung sướng được thoát nạn. Và cảm ơn ân